Xin chào các bạn ơi, mình là Kỳ Anh đây. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Kỳ MMO nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn kiếm từ 5 đến 100 đô từ cái dự án iRock của con Osimi City. Đây là một cái dự án game Play to Earn các bạn nhé. Đây là một cái nền tảng BSC các bạn nhé. Chúng ta sẽ chatbot 5.000 random và top 50 sẽ chia sẻ giải thưởng của cái dự án này nhé. Chúng ta sẽ làm như sau. Cái dự án này thì chatbot đây. Chúng ta ấn Startbot. Chúng ta sẽ trừ cái số này lại nhé. Nếu mà ấy thì mình cứ đánh đi, nó sẽ cho cái số khác nhé. Đấy, cho nó dễ. Cái khó quá cứ trừ ngang trừ dọc mệt lắm. Thôi bỏ qua cho nó cái chỗ nó dễ hơn. Đấy, chúng ta ấn vào Join, sau đấy thì nó sẽ có một cái này thì chúng ta sẽ cộng lại nhé. Ví dụ 7 cộng 1 bằng 8 này. Đấy, thì nó tránh như kiểu tránh bot thôi mà nhé. Đây thì mọi người sẽ ấn vào Join tiếp này. Cái này thì không cần phải làm gì. Cái này thì chúng ta sẽ phải theo dõi Twitter, Red Pin the Post cũng như là tắt năm bạn bè nhé. Còn ở dưới này ấy, thì là những cái option này thì các bạn làm. Cái này bạn nào làm thì làm, mà không làm thì thôi nhé. Đấy, cái option này nó cũng không có yêu cầu lắm đâu. Đấy. Các bạn làm thì các bạn sẽ nhận được nhiều hơn đấy khi mà các bạn trúng thưởng ấy. Đấy, ok, thì ở đây chúng ta sẽ ấn Follow này. Airdrop Live Red Twin này. Ở đây chúng ta sẽ tắt năm bạn bè vào đây nhé. Xin lỗi mọi người nhé, đang thì ấy thì lại hắt xì, trời ơi. Ok chưa nhỉ? Rồi ok nhé, năm bạn này, chúng ta có thể bình luận xuống một cái câu nhé. Đấy, câu cửa miệng đấy, học mãi mới được câu tiếng Anh. Ok, thích này. Quay lại đây thì chúng ta ấn vào Submit nha. Ở đây thì chúng ta sẽ điền vào email này. Rồi Twitter profile, mọi người sẽ vào phần profile, chúng ta copy lấy link nhé. Discount này, đây cái này nếu mà các bạn làm thì các bạn ấn vào join, nếu mà không làm thì các bạn ấn vào skip nhá. Cái này cũng skip luôn này. Facebook thì ví dụ các bạn theo rồi nhá. Đây thích rồi nhá. Đấy, quay lại thì cái phần profile này. Copy lấy link này, dán vào đây. Đấy. Cái này nếu mà không làm thì có skip note. Cái này thì chúng ta sẽ làm cái gì đây? Theo dõi Twitter, cái này thì chúng ta có thể skip luôn. Cái này thì chúng ta ấn yes tại vì mình đã theo rồi. Cuối cùng nữa là chúng ta sẽ điền ví. Chúng ta vẫn sử dụng ví MetaMask nha mọi người. Mạng BSC complete rồi. Các bạn dưới này thì các bạn sẽ thấy một cái link giới thiệu bạn bè đây, các bạn copy lấy link nhé, giới thiệu bạn bè của mình cùng tham gia nhé. Ok, cái này xong rồi nhé. Tiếp theo thì là chúng ta sẽ làm tiếp một cái dự án nữa. Nói thì cứ sặc nước miếng là sao ấy nhỉ. Dự án này là con Ato cái gì đây? Ato à? Dự án này thì list ở trên PancakeSwap rồi, giá cũng rất là cao. Đấy, chia sẻ là khoảng 15.000 đô la cái dự án ALTO. Dự án này sẽ chỉ có 300 slot thôi. Dự án này thì chúng ta làm ở trên nền tảng Glam.io. Thì bạn nào mà chưa tham gia hai dự án này ấy, thì các bạn làm luôn một thể nhé. Đấy, một cái video thì admin sẽ giới thiệu luôn cho các bạn hai dự án nhé. Tại vì một cái dự án thì nó cũng rất là ít thời gian, 1-2 phút là chúng ta làm được rồi. Dưới này thì chúng ta follow Twitter. Cái này thì 300 cái winner list này thì là random mọi người nhé. Rồi, ấn continue. Retweet lại pin the post. Đây, cái bài này. Nó có sẵn cái bài rồi, mọi người có thể làm từ từ nhé mọi người nhé. Chúng ta có thể ngày mai ngày kia chúng ta vào làm cũng được, tại vì ở đây nó còn mấy hôm nữa, 20 day nữa mà. Đấy. Twitter thì mọi người cũng không cần phải làm nhanh quá nhé, làm nhanh quá sợ nó đánh spam. Tweet này.
nó có một cái bài viết để mình cứ đăng thôi. Đấy. Phần này là phần join edit cao, chúng ta join thêm một cái mạng xã hội của nó nữa nhé. Mấy cái này thì đơn giản thôi, chúng ta chỉ theo dõi cái mạng xã hội thôi. Sau đấy thì nếu mà chúng ta trúng cái win elite thì chúng ta nó sẽ trả coin cho chúng ta và chúng ta có thể lên sàn để chúng ta bán nhé mọi người nhé. Continue. Telegram nhé mọi người, ấn join sau ấn continue. Dưới này thì mọi người sẽ chia sẻ bạn bè nhé, copy lấy link chia sẻ bạn bè của mình cùng tham gia. Các bạn sẽ nhận được thêm 5 point nhé. Rồi, cái link đây. Đấy, mình sẽ để link ở bên dưới video, phần mô tả hoặc là phần hiển thị thêm cho các bạn tham gia hai dự án này nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.